sẽ nhận trúng 10 triệu. Sẽ nhận để có cơ hội trúng 4 giải 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại di động mỗi ngày từ Dr. Thành cho sách không độ number one. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Hãy xé nhãn, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để trúng thưởng mỗi ngày từ Dr. Thanh cho sách không độ number one. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quay số trúng thưởng. Xé nhãn liền tay, trúng ngay 10 triệu. Chương trình được thực hiện bởi các nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực number one, number one chanh, number one dâu, number one artisan muối và trà sữa macchiato không độ. Đến với buổi quay số trúng thưởng ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chị Lê Thị Bích Huyền là đại diện cho người tiêu dùng. Và chị Huyền sẽ là người giúp chúng ta quay số để tìm ra các vận dụng nhân may mắn nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi hướng mắt vào màn hình máy tính để chờ xem trong ngày hôm nay ai sẽ là vận dụng nhân may mắn nhận về cho mình 4 giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt nhé. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn 7FBGB4AH có thêm bao số cuối 1495 là vị chủ nhân may mắn đầu tiên nhận được giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt từ chương trình. Và ai sẽ là vị chủ nhân may mắn thứ hai? Xin mời chị Huyền đến với quay số. Vâng, chúng tôi xin chúc mừng khách hàng có mã số may mắn 4HGHWZTM có thêm bao số cuối 1109 là vị chủ nhân may mắn thứ hai. Xin chúc mừng khách hàng có mã số may mắn RG6ENK54 có thêm bao số cuối 6594 là vị chủ nhân may mắn thứ ba. Và ai sẽ là vị chủ nhân may mắn cuối cùng? Xin mời chị Huyền một lần nữa. Vâng, chúng tôi xin chúc mừng khách hàng có mã số may mắn EXBB8DZN có thêm bao số cuối 4495 là vị chủ nhân may mắn cuối cùng nhận được giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt trong ngày hôm nay. Ngoài 4 giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt thì mỗi ngày chúng tôi còn tiến hành quay số để tìm ra 500 vị chủ nhân may mắn của các thẻ cào di động trị giá 50.000 đồng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, để có cơ hội tham dự chương trình sẽ nhãn liền tay trúng ngay 10 triệu và nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Rất đơn giản, quý vị và các bạn chỉ cần mua ngay cho mình các sản phẩm bất kỳ đến từ các nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, trà xanh không độ, nước tăng lực number one, number one chanh, number one dâu, number one artisan muối hoặc trà sữa macchiato không độ. Đừng quên xé nhãn và soạn tin nhắn theo cú pháp mã code gửi về tổng đài 6020, hoặc quý vị có thể nhập mã code hoàn toàn miễn phí trên website chungkieuvonngay.com quý vị nhé. Và thời gian quay số của chúng tôi đang được diễn ra liên tục hàng ngày từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 1 tháng 7 năm 2019. Và mỗi ngày như vậy thì chương trình chúng tôi sẽ tiến hành quay số để tìm ra 4 vị chủ nhân may mắn nhận về 4 giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt và 500 vị chủ nhân may mắn nhận về các thẻ cào di động trị giá 50.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả các mã số may mắn đã được hiện lên. Một lần nữa, thay mặt cho chương trình, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến các vị chủ nhân may mắn đã nhận về các giải thưởng vô cùng hấp dẫn trong ngày hôm nay. Mọi thông tin và liên hệ chi tiết, quý vị vui lòng gọi về số 1800545478 hoặc quý vị có thể truy cập vào website chungkieuvonngay.com quý vị nhé. Và ai sẽ là những vị chủ nhân may mắn tiếp theo sở hữu các giải thưởng vô cùng hấp dẫn từ chương trình? Đó có thể là bạn. Vì vậy quý vị đừng quên đón xem kết quả được chúng tôi cập nhật mỗi ngày trên website chungkieuvonngay.com quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ nhận trúng 10 triệu. 10 triệu. Sẽ nhận để có cơ hội trúng 4 giải 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại di động mỗi ngày từ Dr. Thanh cho sách không độ number one. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Hãy xé nhãn, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để trúng thưởng mỗi ngày từ Dr. Thanh cho sách không độ number one.